lại em. Cái này của mình ở đâu lên? Cây hoa trang độc lạ, giọt lệ đại trang hả? Trời ơi, 20 triệu. Trời ơi, lạ lắm mà đẹp quá ha. Sao rồi, lý do là sao chị Hải? Bệnh dịch đó, giờ hôm nay chị thấy mình chết. Thiếu nguồn hoa kiển với người bán thì người mua thì cũng hết tiền luôn rồi. Mấy tháng trời bị lốc. Dạ, chậu bên này bao nhiêu ta? Anh trai? 400. Ủa, tao 700. Chậu hả? Một chậu 700 ngàn. Du lịch ở đây không? Em ở đây luôn hả? Là ở đây thường thường là mấy giờ là đông nhất em? 5-6 giờ chiều hả? Cao Tùng Vlog mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì giờ này thì hai anh em mình đang có mặt tại khu đô thị Phú Cường, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Clip này mình sẽ cập nhật tình hình hoa kiển, hoa Tết cũng như là giá cả của một số loại hoa để gửi đến bà con tham khảo nha. Rồi, mình sẽ mời cả nhà đi theo mình nha. Đây, ở đây có một cái bảng rất là đẹp luôn nè. Đó là bến du thuyền Phú Cường cái nha. Đó, đẹp lắm luôn. Hồi năm rồi mình đi một lần, mình có quay một clip ở đây nhưng mà không có đẹp như bây giờ cả nhà ơi. Đây, bên đây cũng có mấy cái chỗ mà trồng bông cả nhà. Đẹp lắm luôn. Bây giờ mình sẽ vào bến Du Xuân Phú Cường để quay cả nhà xem nha. Giờ này còn tầm khoảng hơn 5 giờ cả nhà. Rất là đông các bạn trẻ nè, rồi cô chú chụp hình ở đây nè. Không khí ở đây hiện tại là rất là vui luôn á. Mấy áo dài đẹp quá luôn nè, quá đẹp luôn. Trời ơi, đẹp quá, đẹp luôn, lắm luôn. Mình đi mà mình bị chóng con mắt luôn á, không biết là nên quay từ đâu luôn á, bắt đầu từ đâu luôn á. Rất là đẹp, mà mình thích nhất là những cái áo dài á cả nhà. Đây, mấy chị này chụp ảnh nè, khá đẹp luôn á. Hello, chào mấy chị. Áo dài đẹp quá luôn đi. Trời ơi, đẹp quá, đẹp luôn. Mấy chị ở đâu, gần đây không? À, gần đây ha. À, gần đây luôn á chị. Trời ơi, áo dài đẹp quá luôn. Em thích mấy áo dài lắm luôn á. Mấy chị đi chung không? Đi chung mấy chị? 5 chị. 5 chị á. Trời ơi, áo dài trắng là đẹp nhất nè. Em Cao Tùng Vlog. Em làm YouTube á, làm YouTube. Rồi, hello, Cao Tùng Vlog. Rồi, tạm biệt mấy chị nha. Chúc mấy chị đi chơi vui vẻ, chụp hình thật đẹp nha. Rồi. Đây. Bên đây là đó. Đẹp lắm luôn nè, áo dài. Trời ơi, có ông siêu nhân nữa kìa. Siêu nhân rau. Đây, mấy bạn này chụp ảnh nghệ thuật nha, có đầy đủ caramel luôn nè. Đây, bên đây cũng có khá là nhiều bạn trẻ chụp ảnh nè. Hello, chào anh. Đây, chỗ này cũng có một cái chỗ lý tưởng để mà chụp ảnh nè cả nhà. Có mấy bạn đó là chụp ảnh nè. Hello, chào em. Trời ơi, đẹp quá đi. Chỗ này là cũng lý tưởng để chụp ảnh nè. Hai bên nha, có hoa. Rồi, chào mấy đứa. Chú lợn nè. Hello, chú lợn.
Trời ơi, có con siêu nhân gao nữa kìa. Ông bạn nguyên bộ đồ siêu nhân gao kìa. Đây, áo dài cách tăng. Cái này là áo dài cách tăng đó nha. Đây. Bạn đó chụp ảnh rất nhiệt tình luôn kìa. Ôi ôi. Cái này là chuyên gia chụp ảnh luôn nè. Đó. Đúng là nhiếp ảnh gia luôn. Hello, chào chú, chào em. Chào em gái. Trời ơi. Đúng là một nhiếp ảnh gia tương lai. Chụp ảnh có tâm ghê luôn á. Đây, còn bên đây là mấy bạn này cũng đang chụp ảnh nè. Đó, hello mấy em. Sớm giờ săn được bao nhiêu ảnh rồi? Trời, mắc cỡ hả? Sao mắc cỡ? Mình chụp ảnh bây giờ mình lên YouTube luôn. Thôi mắc cỡ tôi đi à. Đó, trời ơi, hai đứa chụp ảnh này quá đẹp luôn à. Trời ơi, chỗ này có để các bạn chúc mừng năm mới nè cả nhà. Cũng gần tới năm mới nghe cả nhà. Đây, cái chỗ lều này cũng khá là lý tưởng để mà chụp ảnh nè cả nhà. Đó, trong đây thì có cái một cái bàn như một cái căn nhà tranh nè, khá là đẹp luôn á. Đó, trong đó có một cái bàn nè cả nhà, bánh tét từ dưa hấu nữa nè. Đó, rất là lý tưởng để chụp ảnh luôn á. Ok, đúng cả cho cô đây. Trời ơi, con gái, quay cho con gái một cái luôn nè. Con gái dễ thương quá, tàn luôn đi. Ôi, sau lưng có cái nơm nữa kìa. Hồi mình đi bắt cá luôn con. Hồi mình đi bắt cá luôn nha. Dạ. Trời ơi, quá tàn dễ thương rồi. Kìa, con vịnh cái nơm kìa. Con vịnh cái nơm cho mẹ chụp kìa. Vịnh cái nơm cho mẹ chụp luôn. Ôi, cái nơm này mới dễ thương nè. Phái mai rồi. Chị này phái mai rồi. Trời ơi, ghét quá tàn luôn. Rồi bây giờ càng về chiều thì không khí càng vui cả nhà, giờ này đông hơn nữa luôn nè. Đây rất là đẹp luôn. Đó. Kìa, đến đây mà chụp ảnh kìa. Hello, chào em. Em thường đi du lịch ở đây không? Em ở đây luôn hả? Là ở đây thường thường là mấy giờ là đông nhất em? 5-6 giờ chiều hả? Dạ. Cá đẹp luôn. Đó, cái khung hình bảy sắc cầu vồng nè, chụp quá đẹp luôn. Chỗ này rất là lý tưởng để chụp ảnh luôn á. Nè, con nhìn chỗ đâu, sao đây? Đây giờ này càng ngày càng đông hơn nữa cả nhà. Các bạn trẻ đi chụp ảnh nè. Đây. Giờ này các bạn đi chụp ảnh nè, khá là đông luôn nè. Rồi làm đủ kiểu luôn kìa. Hello, chào em gái. Mấy em thường đi chụp ảnh không? Một năm một lần hả? Nhà mấy em gần đây không? Gần đây ha. Ồ, vậy là thường xuyên ở đây chụp được ảnh được rồi. Sớm gì sang được nhiêu ảnh rồi? Mới lại hả? Rồi chúc mấy em đi chơi vui vẻ, chụp ảnh thiệt là nhiều nha, săn thiệt là nhiều ảnh đẹp. Đây bên đây cũng khá là nhiều cái chỗ lên hoa nè cả nhà. Lên nhiều, lên giá hả? Ví dụ như một cặp cúc như vậy thì lên khoảng bao nhiêu? Cúc tùy theo chỗ bán, tùy theo người bán thì nó. Theo người bán đó hả? Dạ. Do là do không có hàng hay là do không có hàng. Do dịch bệnh nó yếu yếu hàng ha. Dạ. Đây cũng có khá là nhiều mấy cái chậu hoa đẹp không ạ. Đây chỗ này là bán những cái cây dừa độc lạ nè cả nhà. Năm ngoái thì cũng có mấy anh em mình đi quay một năm rồi. Năm nay lại tiếp tục đi quay đi cho cả nhà xem nha. Đó, mấy cái dừa nè. Cái giá để trên luôn cả nhà, đẹp đẹp không luôn. Đó, mấy cái này vừa đập lạ không nè. Đó, rất là nhiều luôn nè.
dừa độc lạ. Rồi bên đây là những cái quầy cúc mâm xôi. Dừa tầm để mà chưng Tết của nhà, đẹp đẹp không ạ? Lên được mấy ngày rồi chị? Alo. Lên được mấy ngày rồi? Có đâu còn nữa đây. Còn một tuần rồi hả? Bữa nay cúc mâm xôi mình có giá bao nhiêu một cặp hay người đẹp? 250 thôi. 350. So với năm ngoái có tăng có xuống gì không? Giá không tăng cả nhà. Cúc mâm xôi đẹp đẹp không ạ? Cái chậu này cũng vừa chưng Tết nè. Bên nào đi, bên nào quay chị? Bức tranh miền Tây. Cái đó là mình buộc lại em. Dạ. Nó nở nhiều quá. Chờ em bó lại. Cái này của mình ở đâu lên ha chị gái? Sa Đéc anh ơi. Sa Đéc hả? Đồng Tháp nha. Mình ở An Giang. Cũng gần ha. Quay lần qua Sa Đéc rồi nên qua đây. Đây bên đây cũng có mấy cái hoa Sa Đéc mà người ở đây hả? Người Kiên Giang. Đây bên đây có những cái chậu hành nè, khá là to luôn nè. Ở đây chắc chậu hành này chắc hành giá quá. Là chở đi cho khách đó nha. Hành giá rồi. Một chậu bên này bao nhiêu ta? Anh trai 400 anh ơi. Ủa 700 ngọt. Cái ngàn hả? Một chậu hả? Một chậu. Đúng rồi, một chậu cây. Một chậu hành là 700 ngàn. 700 ngàn một chậu. Lên xe. Đây, bên đây cũng khá là nhiều bông nè, bông thọ nè. Rồi ớt nè. Rồi bông nhiều lắm luôn cả nhà. Đó, rất là nhiều bông luôn nè. Ôi giờ này nè cả nhà ơi, bà con người ta đi đến chỗ bờ kè nè. Khá là đông luôn á. Rất là đông luôn. Xe đậu ở phía bên kia cứng luôn nè. Đây ở bên đây cũng có một cái chỗ để mà gửi xe nè cả nhà. Không muốn là không có chỗ để đậu xe luôn á, rất là đông luôn á. Đây chỗ giữ xe. Đây bên đây cũng có mấy cái chỗ bán hoa nè cả nhà. Khá là nhiều luôn á. Đẹp đẹp không luôn. Đó, hello. Chào hai đứa. Hai đứa bữa nay lên được mấy ngày rồi, lên hoa được mấy ngày rồi? Lên hoa đây được mấy ngày rồi? Dạ, hai ngày. Hai ngày hả? Hai ngày nay bán được không? Đắt không? Lấy gai hả? Giá hoa năm nay không biết có lên xuống gì không em? Tăng hơn mỗi năm một ít ha. Cái đó là do lượng hoa nhiều hay là sao? Hoa năm nay trồng ít à? Trồng ít hơn mỗi năm ha. Rồi cảm ơn hai em, chúc hai em mua may bán đắt, năm nay bán sẽ đắt thiệt đắt nha. Rồi tạm biệt hai đứa. Đây khá là nhiều hoa luôn nè. Đó rất là đẹp luôn. Đây bên đây có những cái cây mai nè. Ồ có đào nữa cả nhà. Hoa giấy đẹp đẹp không luôn. Đó trong đó có em gái bán kìa. Em gái giữ hoa đây hả? Mấy gai bán đắt không em? Lai rai hả? Chúc em mua mai bán đắt nha. Rồi đây có mấy cái anh chị này đang mua cái cây mai nè. Ở dưới là nó có nhiêu cỡ hai con cấu. Đây có một cây mai khủng nè. Đây đây bán chậu nha. Đây bên đây bán hoa. Ở trước trong khu Phú Cường nữa cả nhà. Bên này lên hoa khá là nhiều luôn nè. Hello. Trời ơi sao không ra trước bán nè. Cho ngồi trong rồi. Chào em. Chào mấy em gái. Đây hoa khá là nhiều luôn cả nhà ơi. Đó, rất là nhiều luôn. Trời ơi lên rất là nhiều loại hoa luôn cả nhà ơi. Đẹp lắm luôn. Đẹp hơn năm ngoái rất là nhiều luôn. Cái lực bán của mình giảm là gì? Giảm bông mà
giảm bông và giảm người mua luôn. Người bán cũng giảm luôn. Sao lý do là sao em chị hai? Bị bệnh dịch đó, giờ ta chỉ thị 16 mình làm không biết mình đi được là sao đó. Dạ. Giờ vừa không ai làm. Thiếu nguồn hoa kiển với người bán thì người mua thì cũng hết tiền luôn rồi. Mấy tháng trời bị làm không ra tiền nữa. Dạ, bị nhốt ở nhà chỉ thị 16. Dạ. Mời con chúc cho dì hai mua mai bán đất, bán hết sạch sẽ hoa kiển hoa luôn nha dì hai. Dạ. Năm mới sức khỏe. Dạ dạ, năm ngoái con có quay gì nè. Dạ. Dạ đằng đốc. Dạ. Rồi, chào dì luôn. Đây, bên đây khá là nhiều hoa là cả nhà ơi. Có 20. Đây, cây hoa trang độc lạ. Giọt lệ đại trang hả? Trời ơi, 20 triệu. Trời ơi. Lạ lắm mà đẹp quá ha. Còn anh bán mấy cây đẹp đẹp không nè? Một cái này. 35 triệu quá. Ồ, cái này rẻ hơn cái kia hả? Cái này đẹp. Rồi, cảm ơn cha nha. Rồi sau khi vòng vòng ở bên khu Đông Đúc Phú Cường á thì mình đã ra bên quốc lộ bên đây nha. Để quay nói tiếp cho cả nhà xem nha. À, bên đây có rất là nhiều hoa giấy bán nè cả nhà. Đó, đẹp lắm luôn nè. Đó. Đây ở đây có một cái xe hoa đang lên nè cả nhà. Đó, đang lên hoa nè. Quá đẹp luôn. Dần đi. Nó đây mấy anh đang xuống những cái chậu hạnh nè. Đó. Ồ, nhiều đó nè, nhiều quá luôn nè, nguyên mũi xe luôn. Cái đẹp quá ta. Cái đẹp quá ta. Rồi tạm biệt mấy anh nha. Đây ở đây là những cái chậu cúc bông xôi. Ồ, đẹp quá luôn cả nhà, nhiều lắm luôn nè, rất là nhiều hạnh bữa nay lên nhiều lắm luôn cả nhà. Đây bên đây cũng có một cái xe hoa đang lên nè. Hôm nay là cúc mâm xôi lên rực rỡ luôn cả nhà ơi. Đây, ở đây cũng có một cái xe đang xuống hoa nè. Đó, nhiều lắm luôn nè. Đây. Cúc mâm xôi thì 500. Mâm xôi thì 500. Ồ, hôm nay cũng có những cái gốc mai khủng về kìa. Lớn lắm nha. 2,5 triệu đến 4 triệu. Nên lên hoa rất là nhiều luôn nè. An Giang Châu Phú. An Giang Châu Phú hả? Thôi đồng hương em An Giang Châu Thành. Quay đám mai ở Long Xuyên. Ồ, nhớ em hả? Nhớ luôn hả? Bự đó. Đúng rồi. Quay hai người luôn nè. Nhớ luôn. Cảnh không lên giờ mời giờ mai quay YouTube cho tôi luôn. Vậy hả? Rồi bữa nào về quay giùm anh luôn. Rồi ở đây bên này lên chút nó còn nhiều lắm. Đây rất là nhiều cúc luôn nè. Đó, bên kia có những cái giấy kìa, hoa giấy lên rất là nhiều, đẹp lắm luôn cả nha. Rồi chào anh Dũng nha, em đi quay tiếp nha, chúc anh Dũng mai mới đắt nha. Mới sạch sẽ hết lô hoa nhanh luôn. Đây bên đây thì có những cái chậu mai lên nè. Đó, mai bữa nay chỗ cũng vừa tầm Tết lắm cả nhà. Những cái nụ nè. Dạ. Ồ, mai này vừa Tết phải không? Thị trường vừa Tết luôn. Dạ. Có giá là bao nhiêu cô? Dạ. Hỏi cô đó hả? Cô đó chủ hả? Ờ, rồi vô hỏi cô chủ luôn. Em cập nhật giá cho bà con cô bán người ta biết, người ta ghé tao ta mua ủng hộ cho chị ha. Ồ, mình bằng cỏ sạch sẽ luôn kìa. Bằng cỏ luôn hả chị? Còn mấy gốc bự thì chị. Gốc này hả, là nguyên cái giạc này thì có 2,5 triệu hả? 2,5 triệu hả? Ồ, giá cũng trung bình ha. Gần cái Tết là vừa luôn nha bà con. Đó, nụ này là dễ là vừa tầm Tết luôn nè. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị có một tuần nữa là chỗ rộ đó. Chị quê ở đây luôn hay sao? Không, chị ở Bến Tre luôn. Ở Bến Tre, rồi về sáng sớm chị quê đón giao thừa ha. Sạch sẽ luôn. Rồi, tạm biệt chị nha. Đây, bên đây cũng có những cái lô lên hoa khá là nhiều luôn nè. Đây, bánh ớt. Cái lô này lô ớt với hoa nè. Bên kia có hoa giấy nè cả nhà.
đang lên đèn này cả nhà. Hôm nay giờ đèn chưa chuẩn bị xong nữa, tại vì hoa mới lên có một bữa một à. Hôm nay mới lên có một bữa với hai chú hả? Ôi đẹp quá, bao nhiêu một chậu hả chú? 500 ngàn. Ôi cũng êm nhẹ nhàng quá đẹp luôn, dễ mua ha. Dạ dễ mua. Dạ, cúc này màu đỏ. Cúc này cúc gì chú? Cúc Đà Lạt ha. Cặp này tất cả mấy triệu hả chú? Cặp này hả? Cặp này 2 triệu. Một cặp 2 triệu. Ồ, một cặp 2 triệu. Cúc này đẹp lắm nha bà con. Ôi. Cảm ơn chú nha. Đây. Chỗ bự bên đây thì mấy cái chậu chỗ hoa gì nhiều bự bự hơn cả nhà. Đây, khá là nhiều bông luôn á. Ồ, bữa nay không khí ở khu đô thị Phú Cường cả nhà ơi, nhộn nhịp lắm luôn, hoa Tết về rất là nhiều luôn á. Đó, đây này cả nhà ơi, hôm nay không khí Tết đã về nha cả nhà. Trời ơi, giờ này tầm 6 giờ đó. Mánh vô mánh rồi. Có như một chậu gì? Hai trăm rưỡi một chậu. Đây, hoa giấy chỗ gực gỡ luôn nè. Đó, giờ này đông lắm luôn nè cả nhà. Đây, trong đó cũng có bông cũng khá là nhiều cả nhà. Đây, những chậu cúc khá là lớn luôn á, tầm khoảng 2 triệu 2 triệu rưỡi một chậu cả nhà, tùy theo cái mức cái chậu lớn hay nhỏ nữa. Đây, ở trong đây là một cái chỗ để vui chơi, một cái công riêng, công viên khá là lớn luôn cả nhà. Đó. Rồi ở đây là những cái chỗ bán chậu hạnh. Đây nguyên cái lô hạnh luôn. Lên được mấy ngày rồi anh trai? À, này mới lên tối qua anh ơi. Vậy là được một ngày hả? Tôi thấy tình hình năm nay mình sao rồi bà con? Coi kiển sao rồi? Thấy người ta đi chơi cũng đông lắm đó. Người ta đi chơi cũng đông. Đi chơi đông hả? Tại vì mới chưa ta mới sắp Tết rồi, ta đi dọi giá nha. Ta đi coi hoa coi bông không ạ. Dọi giá. Bữa hay bữa chừng mình bán thiệt đắt lên lắm luôn á. Hạnh năm nay thì giá có lên xuống gì không? Cũng bình thường như mỗi năm á, cũng bằng giá năm ngoái. Là một chậu bao nhiêu vậy? Chậu này 200 ngàn. 200 ngàn là một cặp 400 ngàn. Đúng rồi. Ồ. Em nè, dễ chơi nè. Dễ chơi ha. Rồi nó mới vui vẻ. Đây bên đây có những cái chậu mai mini nhỏ 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 nè cả nhà. Đây là những cái chậu hạnh. Đây bên đây có những cái gốc mai lân lên cũng khá là nhiều luôn nè. Cái khu bên đây thì bán mấy cái đồ gia dụng cả nhà. Nguyên cái bãi này bán những đồ gia dụng luôn nè. Nó giống như một cái chợ đêm thu nhỏ vậy cả nhà. Đồ gia dụng đó, muỗng nè, rồi nĩa nè, đủ thứ hết trơn luôn. Quái gì anh? À, em quay chợ hoa Tết. Đây rất là nhiều luôn. YouTube không? Dạ, YouTube. Trời ơi, anh lựa được món gì chưa? Bán được món hả anh? Đủ giá luôn hả? Giá 105 ngàn. Rồi bên đây thì cô này bán bông thọ. Đây nguyên một cái lô bông thọ. Hoa nãy đâu lên hả chị? Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre. Tôi mới Bến Tre về mấy bữa nay. Đi quay ở chợ hoa Bến Tre mới về bữa nay. Bữa nay là dặn thọ là có bao nhiêu giá, bao nhiêu một cặp hả chị? 200 rưỡi một cặp. Đẹp luôn. Vậy lên được mấy ngày rồi? 2 ngày. 2 ngày hả? Rồi. Cảm ơn chị nha, chúc chị mua mai bán đất nha. Nhanh về quê đón giao thừa nha. Đây, đây bên đây cũng có mấy chậu mai khá lớn rồi cả nhà. Nhiều lắm luôn á. Mình đi hai anh em đi nãy giờ mà chưa có giáp hết cái chỗ chợ hoa bên đây nữa. Đây bên đây có một cái xe hoa đang xuống nè cả nhà. Đó, đang xuống hoa nè. Mới xuống hoa luôn. Đây. Cũng
mới ra ơi. Tình hình này sao rồi chú ấy, năm nay yên không, dịch bệnh nè? Dịch bệnh thì thấy bây giờ nó yên rồi, cũng bệnh dạ cũng gần ha, mà tình hình đúng ngay á. Đây cô đang xuống hoa này, phong thọ hôm nay là mấy tháng đó. Dạ nông dân nghĩ về ăn này kia nọ cũng hao, cho nên là bông nó thì tôi mà theo cái lượng nó bán theo cái mùa của biết năm nay. Là chú trồng nhà luôn ha. Vậy là chú chủ vườn luôn, chủ vườn hoa luôn. Rồi con chúc chú sức khỏe, mua bán đất nha, sạch sẽ luôn nha. Rồi sớm luôn. Tôi ở đây bán mấy chục năm rồi, quen rồi. Rồi tạm biệt chú, chúc chú sức khỏe nha. Đây ở bên kia cũng có khá là nhiều cái chỗ bán hoa nữa cả nhà, để hai anh em mình có ảnh quay luôn. Đây bên đây là mấy cái chậu, chậu này chậu không biết chậu gì luôn, đẹp quá đẹp luôn. Đây ở trong đây có một cái những cái chậu quýt, khá là lạ, đẹp luôn nè cả nhà. Đây, dạ con chào cô chú ạ. Dạ mình lên đây bán được mấy bữa rồi cô chú? Bữa 14 tới giờ hả chú? Dạ mình đâu lên cô chú? Mình ở Kiên Giang. Nguyên vườn quýt quá đẹp luôn. Trời ơi. Ba chiếc rưỡi hả chú? Đây. Ồ trái. Kiểu trái luôn hả chú? Ôi trái nè, rất là nhiều trái luôn. Bự lắm cả nhà ơi, cao lắm luôn nè, hút cái đầu mình luôn á. Trong đây cũng có nhiều lắm luôn nè. Cây 3,5 triệu. Cây màu bình luôn hả? Một cặp này là 6 triệu. Một cặp 6 triệu. Quá đẹp luôn. Ôi ôi. Thích nhất là cái tàn hả chú? Cái giống như cái hình dáng đổ chú, quá đẹp luôn. Rồi tạm biệt chú nha, chúc chú sức khỏe nha. Rồi chào chú, cảm ơn chú. Rồi hai anh em tranh thủ xiết để quay, để hồi tối cái quay cả nhà không có thấy luôn á. Bữa nay thì đèn lên cũng chưa có đủ nên cũng khá là tối á. Đây mấy chậu cúc mâm xôi, bên đây là nguyên một cái chỗ cái lô bán giấy nè, hoa giấy. Người mẫu không chịu hợp tác. Trời ơi. Anh đá kìa. Anh phá không à. Năm ngoái, năm nay với năm tới là im đó. Rồi mấy cái góc mai này những cái hình nữa cả nhà, rất là đẹp luôn á. Rồi uống nè. Như những cái con rắn uống lượng nha cả nhà. Trời ơi đẹp lắm luôn nè. Đẹp luôn nè, coi góc nha cả nhà. Hết chứ cái tàn luôn rồi. 3 mét. Đây. Bên đây cũng có những cái góc khủng nè. Đó cả nhà ơi, đẹp lắm luôn á. Hết chứ cái hình đẹp rồi. Nhất ở trong cái khu này luôn á. Trời ơi nhìn cái chậu cả nhà ơi. Họ nhìn cái chậu không là có giá trị cũng khá là cao luôn á. Đây. Cúc mâm xôi. Rồi bán cúc mâm xôi. Đây ở phía bên đường cũng có mấy cái chỗ, mấy cái lô bán hoa nữa cả nhà ơi. Nhưng mà mình tối mình chỉ quay ở đường bên đây thôi, cập nhật cái tình hình hoa Tết. Thì
tại cho bà con xem, cũng như là tham khảo một số giá của những cái loại mai hoa kiển. Đây, đây những cái chậu hoa giấy khá đẹp luôn. Đây bên đây hình như là hành giá một cái cây bông giấy này cả nhà. Ồ, cái này là thành giá hả chú? Hả? Cái này thành giá hả? Thành giá rồi. Ồ, cái gì là có giá bao nhiêu chú? Cái này 1 triệu tư rồi. 1 triệu tư ha. Rồi 1 triệu tư. Đẹp quá luôn. Cái gốc này nó bị lỗi bán 1 triệu tư chứ. Cái này nếu bình thường là phải 1 triệu tám. Rồi. Quá đẹp luôn. Một chậu hoa đã lên xe đi về với chủ. Rồi tạm biệt chú nha. Chúc chú mua mai bán đắt nha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi. Đây một cây hoa giấy đã đi về với chủ. Ôi, ở đây có một cái cây mai này cả nhà ơi, quá to luôn nè. Ôi ôi, quá to luôn. Đó, gốc cũng khá là to luôn nè. Đây cây hoa giấy. Đây. Đây. Cái tàn mai quá to luôn. Có mấy cây bự nữa. 100 triệu hả? Ồ, mình không bằng cái này kia. Cái cây thẳng thì cái hình dữ hơn ha. Cái này đẹp nè. Cái này khoảng bao nhiêu anh trai? Quá trời đẹp luôn. 120 triệu hả? Ồ. Cây to lắm luôn. Cái quạt nó to nhưng mà cái độ này không có bằng cái này. Rồi giờ này cũng tầm tối cả nhà ơi. Hai anh em quay cái những cái chậu mai này rồi xong là kết thúc clip rồi cả nhà. Bên kia cũng còn một số lô bán hoa với bán mai Tết nữa kìa. Nhưng mà giờ này khá tối rồi. Nên mình cũng kết thúc clip ở đây. Chúc cả nhà xem clip thật là vui. Và nếu mà có thấy hay thì để lại một đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog nha cả nhà. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Rồi tạm biệt. Tạm biệt, chào tay ơi. Rồi tạm biệt luôn.